Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết 43 hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã nỗ lực để ký kết thời gian qua đang phát huy tác dụng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Xuất phát từ phương châm sát cánh chia sẻ cùng ngư dân, xây dựng thói quen nói không với khai thác bất hợp pháp từ trong ý thức, Nam Định đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng chống khai thác IUU. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 5, Quốc hội đã nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Các đại biểu một lần nữa khẳng định việc Quốc hội ban hành nghị quyết 43 là hết sức kịp thời, đúng đắn và hợp lòng dân. Tính đến hết năm ngoái, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thì nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết đã cơ bản hoàn thành. Việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao ngay trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng. Qua kết quả giám sát cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự vào cuộc chủ động kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc tổ chức thực hiện nghị quyết đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều kỳ tích của nghị quyết 43, chẳng hạn như GDP năm 2022 đã tăng tới 8,12%, 2023 là 5,05, rồi nợ công chỉ còn có 37%. 8 dự án quan trọng của quốc gia cũng được đánh giá để đưa ra các mặt tích cực cũng như hạn chế, nguyên nhân và giải pháp. Điểm sáng trong thực hiện nghị quyết 43 là nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đã đến được với người dân và doanh nghiệp, tập trung được nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đến nay có trên 2.000 km đường cao tốc đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cái hoạt động đối ngoại thời kỳ Covid và sau Covid, đây là một cái điểm rất là sáng, mà có thể nói là cái điểm sáng này kể cả thế giới cũng phải ngưỡng mộ chúng ta. Cái thứ hai là cái đối nội, trong thời kỳ đó tất cả các loại hình doanh nghiệp góp vào thì theo tôi được biết là gần 2 tỷ đô. Thì cái đấy cần phải đưa vào để đánh giá cho nó đúng mức, động viên cái đóng góp của doanh nghiệp. Không có dân tộc nào có những hành động như thế. Đánh giá cao các kết quả đã đạt được, một số đại biểu cũng bày tỏ quan tâm đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và đề nghị cần quy định rõ ràng về trách nhiệm và phân cấp quản lý chi đầu tư. Khắc phục có hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm. Đây là nguyên nhân tôi cho rằng chính của công tác giải ngân thấp. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập thì cần phải làm rõ các danh mục đầu tư trình Quốc hội chưa sát thực tế. Các danh mục cần đầu tư thì không có, còn những danh mục chưa đầu tư, điều kiện đầu tư thì lại ghi vốn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Hiện nay thì trong số 272 dự án thuộc chương trình thì có đến 107 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Và nếu như không cho phép kéo dài thì sẽ dẫn đến dở dang, lãng phí. Tôi cho rằng đối với một số dự án có hiệu quả giải ngân thấp và chưa thực hiện nghiêm các quy định liên quan thì có thể hủy dự toán, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Nhiều đại biểu đánh giá cao hiệu quả của chính sách giảm thuế VAT 2% và mong muốn Quốc hội cho phép kéo dài chính sách trong thời gian phù hợp. Cần tiếp tục các chính sách nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, xem xét tiếp tục giảm thuế phí hỗ trợ doanh nghiệp để kích cầu. Trên thực tế, việc giảm thuế và phí 2 năm qua, nhưng thu ngân sách hầu như không ảnh hưởng. Tôi đánh giá rất cao việc Quốc hội đã xem xét cho ý kiến luật thuế giá trị gia tăng tại kỳ họp, đồng thời kiến nghị xem xét chính sách thuế về thu nhập cá nhân để kích thích thị trường tiêu dùng, xem xét mức giảm trừ gia cảnh. Một chính sách có đúng vào tháng 1, nhưng chưa chắc đã đúng vào tháng 3 khi diễn biến lạm phát tăng trưởng đã khác. Do đó, nếu trong tương lai chúng ta lại có các chương trình gói hỗ trợ kinh tế vĩ mô, phải cân nhắc rất kỹ về yếu tố thời điểm. Nếu gặp tình huống cần chính sách hỗ trợ, việc đầu tiên cần nghĩ đến là giảm thuế, thậm chí có thể cân nhắc việc giảm thuế mức lớn hơn và cần tập trung vào một số ngành rất cụ thể. Có đại biểu cũng đề xuất giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ không dám làm vì sợ sai và đề nghị Quốc hội có nghị quyết cho phép khi thực thi công vụ, được phép vận dụng quy định của pháp luật hoặc lựa chọn các quy định của pháp luật phù hợp nhất một cách linh hoạt. Theo đó, trong kế hoạch hành động phải chỉ rõ lý do cần thiết vận dụng sáng tạo là gì, khác gì so với quy định hiện hành, báo cáo cơ quan thẩm quyền phê duyệt và việc phê duyệt phải dựa trên cơ sở tính khả thi và không trái với quy định cấm của pháp luật.
Chiều cùng ngày tại phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình làm rõ một số vấn đề của các đại biểu Quốc hội quan tâm. Tôi rất chú ý lắng nghe từ sáng giờ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, bối cảnh thực hiện nghị quyết 43, kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã hết sức nỗ lực để thực hiện tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất, Thống đốc nhấn mạnh chưa có một chương trình nào Ngân hàng Nhà nước dành thời gian và công sức triển khai như chương trình này, đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân khiến kết quả thực hiện chưa đạt được như mong muốn. Ngay từ đầu đã xác định là chỉ là một cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, tức là có khả năng trả nợ vay, chứ đây không phải là một cái chính sách để giải quyết cho tất cả các cái doanh nghiệp. Thì vốn cho vay của chương trình này là vốn mà do các tổ chức tín dụng huy động được của người dân. Thế còn chỉ có cái phần mà hỗ trợ lãi suất 2% thì là nguồn từ ngân sách nhà nước, cho nên là các tổ chức tín dụng cũng vẫn phải thực hiện việc cho vay theo các quy định của pháp luật hiện hành và phải đảm bảo được cái khả năng thu hồi được nợ. Bởi vậy, giải ngân nhiều hay ít thì phụ thuộc rất lớn vào cái quyết định của doanh nghiệp cũng như là của các tổ chức tín dụng. Cũng tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, xác đáng của các đại biểu Quốc hội, cho rằng những ý kiến này sẽ là những bài học quý cho quá trình xây dựng và thực hiện chính sách sau này. Về tổng thể qua 2 năm thực hiện, với một cái khối lượng vốn rất lớn, thời gian thì ngắn, nhưng mà kết quả phát triển kinh tế của chúng ta vẫn ổn định. Kết quả lớn hơn, đó là cho chúng ta được một cái bài học kinh nghiệm hết sức là quý. Thế còn về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, các ngành, rồi các địa phương phải hết sức cố gắng và nỗ lực. Chính phủ đã ban hành tổng cộng khoảng 20 cái nghị định, 1 chỉ thị, 7 công điện, 5 tổ công tác, 26 đoàn công tác phân công cho tất cả các thành viên chính phủ phải xuống từng địa phương để giải quyết các ách tắc, các vướng mắc khó khăn của từng dự án đầu tư công, của từng dự án thuộc chương trình phục hồi. Chưa bao giờ mà làm quyết liệt như thế và mới có được cái kết quả như thế. Cũng trong chiều ngày 25 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước. Nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một số đại biểu cho rằng chương trình được phê duyệt sẽ có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khắc phục được những vướng mắc hiện nay, tạo điều kiện giải ngân theo đúng quy định nguồn vốn của các dự án đã được Quốc hội quyết định với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.142 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, đại biểu đề nghị cần khẩn trương ban hành danh mục các đối tượng thụ hưởng cụ thể và đảm bảo việc điều chỉnh này không vượt quá tổng mức vốn của chương trình đã được Quốc hội phân bổ. Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước, nhất trí với sự cần thiết trình Quốc hội xem xét thông qua. Một số đại biểu đề nghị làm rõ hơn tính khả thi trong việc thu hút nhà đầu tư và nguồn ngân sách địa phương để bảo đảm tiến độ của dự án. Đồng thời, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, đảm bảo quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất. Trong chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Kishida sớm thăm Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai cụ thể, hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Kishida Fumio đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam vào hội nghị tương lai châu Á, khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả. Trước đó, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những đóng góp quan trọng của JICA trong triển khai các dự án ODA tại Việt Nam, đề nghị Nhật Bản xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA mới với điều kiện vay và thủ tục ưu đãi, đơn giản hơn để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng chiến lược trọng điểm, các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực. Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Idemitsu
và Tổng Giám đốc Công ty Khai thác Dầu Mitsui trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư giữa các địa phương doanh nghiệp Nhật Bản với các địa phương doanh nghiệp Việt Nam. Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, đánh giá cao của nhân dân bởi đây là một hệ thống các chuẩn mực để mỗi một cán bộ đảng viên rèn luyện hàng ngày, từ đó tạo ra sự chuyển biến, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay. Quy định số 144 là một hệ thống những chuẩn mực đạo đức cụ thể mà mỗi cán bộ đảng viên cần có, đặc biệt là các chuẩn mực về kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Quy định hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự lãnh đạo của Đảng cũng như là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó thì rèn luyện cái đức tính cao đẹp của người cán bộ. Ấn tượng của tôi nhất là ở điều 3 là cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Làm sao cái đội ngũ đảng viên mình trung thực, thẳng thắn, phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Quan trọng nhất là cơ sở để cho đảng viên lấy đấy mà phản đấu và tránh những cái điều mình làm sai, để cho nhân dân biết, mình nhân dân và giám sát. Và vừa rồi ta thấy trong thực tiễn là vi phạm, toàn là vi phạm những cái điều về đạo đức cả. Với quy định vừa ban hành, cán bộ đảng viên phải là những người biết nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, không để tác động lôi kéo, cám dỗ, tiêu cực, không để gia đình người thân lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Đặc biệt, phải là những người thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Một số ý kiến cho rằng đây là những nội dung mới, thực hiện tốt sẽ tạo ra sự chuyển biến tích cực trong đảng. Tính liêm chính, liêm sỉ, phải biết xấu hổ. Vì cái hệ giá trị văn hóa từ chức nó là xác định vậy, để tạo điều kiện cho người khác có năng lực hơn, tốt hơn, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nên có những cái văn hóa từ chức để nhường chỗ lại cho những người có khả năng và có cái tín sự tín tâm của người dân hơn, để cho xã hội càng ngày càng được từng bước phát triển đi lên. Thời gian qua, không ít cán bộ đảng viên đã thiếu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, vi phạm những điều đảng viên không được làm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, quy định 144 đi vào cuộc sống được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng này. Rất là mong muốn là những cấp có thẩm quyền chúng ta có những cái chế tài là thực hiện nghiêm, xử lý nghiêm những người mà vi phạm quy định 144 của Đảng. Và những cái chế tài này là cũng theo những cái tinh thần của Đảng ta, đó là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực chất cái 144 nó là cái sự tiếp nối, bổ sung để hoàn thiện, để làm thế nào để cái chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên nó phải nằm trên, cao hơn các cái chuẩn mực đạo đức thông thường. Đó là một cái điều mà cán bộ đảng viên tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng, và hiện nay là đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng là một hệ thống giá trị mà mỗi cán bộ đảng viên cần có. Thực hiện tốt quy định này, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đạo đức, liêm chính sẽ là yếu tố quyết định đến uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. Một số thông tin gần đây về việc Ngân hàng Nhà nước thay đổi biện pháp điều hành tỷ giá là không chính xác và không phù hợp với mục tiêu bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, gây tâm lý bất ổn trên thị trường. Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá tiền đồng và đô la Mỹ gần đây chịu nhiều áp lực, nhưng khó khăn chỉ là ngắn hạn, vì trong thời gian tới, với đà phục hồi khả quan của xuất khẩu, thì nguồn cung ngoại tệ của thị trường sẽ được gia tăng. Đồng thời dự báo nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, qua đó làm giảm áp lực đối với tỷ giá cho các đồng tiền trên thế giới, trong đó có tiền đồng. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, thông qua việc tiếp tục kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ với việc bán ngoại tệ can thiệp để hỗ trợ thanh khoản thị trường, qua đó phục vụ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Kinh tế thương mại trên thế giới đang chịu nhiều ảnh hưởng lớn từ những bất ổn trên toàn cầu. Nhưng ở trong nước, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã nỗ lực để ký kết thời gian qua đang phát huy tác dụng. Cùng với đó là những tiềm năng mới nổi của thị trường tiêu dùng Việt Nam. Đây đang là những yếu tố quan trọng để đảm bảo tính liên tục cho mối quan hệ thương mại năng động và ngày càng tăng giữa Việt Nam và các thị trường quan trọng. Doanh nghiệp của Vương quốc Anh này chuyên chế tác thủ công điện thoại di động với những công nghệ dẫn đầu thị trường. Doanh nghiệp đã lựa chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên ở Đông Nam Á và là điểm đến thứ hai ở châu Á chỉ sau Dubai. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á. Xung quanh cửa hàng của chúng tôi cũng có rất nhiều cửa hàng của những thương hiệu hàng hóa hàng đầu trên thế giới khác. Những tuyến phố như thế này là điểm đến hấp dẫn của cả khu vực Đông Nam Á. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh UKVFTA giúp Việt Nam có thể tiết kiệm tới 114 triệu bảng Anh tiền thuế khi xuất khẩu hàng hóa sang Anh. Và ở chiều ngược lại, Anh cũng giảm được 36 triệu bảng tiền thuế khi xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam. Điều này đã góp phần giúp thương mại giữa hai nước đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2010 khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Sau UKVFTA thì mới đây nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã tăng nhanh trong những năm gần đây và chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Anh đến Việt Nam làm ăn trong thời gian tới. Dân số trẻ, tầng lớp trung lưu, thượng lưu đang gia tăng nhanh là một trong những yếu tố khiến thị trường Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Như tập đoàn này của Hàn Quốc vừa đầu tư tổ hợp thương mại lớn hàng đầu Việt Nam lên tới 600 triệu đô la Mỹ, mỗi ngày đón tới hơn 30.000 lượt khách, thu về gần 73 triệu đô la Mỹ chỉ sau 4 tháng. Dân số Việt Nam đang là một cái dân số vàng, rất nhiều người đang có đủ khả năng để tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người càng ngày càng tăng lên. Năm nay cũng có rất nhiều dự án quy mô lớn đang chuẩn bị đầu tư vào. Chúng tôi vẫn tin tưởng lãnh đạo của dân nước Việt Nam. Các địa phương của Việt Nam đang không ngừng nỗ lực cạnh tranh nhau để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Kết quả là các thủ tục hành chính như cấp phép đầu tư hay thu thuế đều được cải thiện. Dự báo từ nay tới năm 2030, Việt Nam sẽ là một trong những thị trường có quy mô người tiêu dùng lớn nhất châu Á, góp phần định hình thị trường bán lẻ toàn cầu và tiếp tục là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư quốc tế. Trong phần tiếp theo của bản tin, thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu rà soát lại toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ trên địa bàn. Chính sách đối ngoại quốc phòng cũng vận dụng tư tưởng ngoại giao cây tre Việt Nam, tuân thủ nguyên tắc mềm mại, khôn khéo, hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ khi nước chưa nguy. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Toàn bộ 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính, Hà Nội đã được xác định danh tính. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân để các gia đình an táng. Chính quyền phường Trung Hòa trong sáng ngày 25 tháng 5 đã chia thành 6 đoàn về các địa phương có nạn nhân trong vụ cháy để thăm hỏi, hỗ trợ, động viên và tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Trong 14 người thiệt mạng có 2 nạn nhân trong gia đình chủ nhà, 12 nạn nhân là người thuê trọ. Hiện tại, chính quyền hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 75 triệu đồng, mỗi người bị thương 43 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy không tổ chức kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Nếu tổ chức cá nhân có nhu cầu, có thể liên hệ Mặt trận Tổ quốc phường Trung Hòa. Sau khi xảy ra vụ cháy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và Công an quận Cầu Giấy phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Thông tin ban đầu từ chính quyền phường Trung Hòa, vị trí nhà bị cháy đã từng bị kiểm tra nhiều lần, lần gần đây nhất vào tháng 3. Chính quyền đã có khuyến cáo khu nhà chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ nhà cam kết sẽ khắc phục. Hiện công an đã thu giữ toàn bộ hồ sơ về việc kiểm tra, rà soát các căn nhà trọ tại đây để phục vụ điều tra. Ngay sau vụ cháy gây hiệu quả nghiêm trọng tại phường Trung Hòa Cầu Giấy ngày 24 tháng 5, thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát lại toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ trên địa bàn. Thực tế, trong nửa năm qua, Hà Nội đã có 2 lần tổng kiểm tra rà soát đối với các loại hình nhà nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, kết hợp sản xuất kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Và chính vụ cháy vừa rồi tại phố Trung Kính là một lần nữa hồi chuông cảnh báo cho những vi phạm phòng cháy chữa cháy chưa thể khắc phục.
căn nhà trọ cao 3 tầng với 13 phòng cho thuê. Không lối thoát nạn, tầng 1 được kết hợp kinh doanh sửa chữa, nhiều vật dụng dễ bắt lửa. Đầu năm nay, cơ sở này đã được đưa vào diện nguy cơ cháy nổ cao và được yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa tiến hành phúc tra thì hỏa hoạn đã xảy ra khiến 14 người thiệt mạng. Ngay tối ngày hôm qua, thì phường chúng tôi cũng đã thành lập 6 tổ công tác và các đồng chí ở phòng cảnh sát phòng cháy công an thành phố rồi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ cho phường tổng kiểm tra toàn bộ các cái loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn của phường Trung Hòa. Chỉ tính riêng phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã có hơn 630 cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ. Kiểm tra bất chợt một nhà trọ dạng ống trên đường Nguyễn Ngọc Vũ. Cầu thang bộ vừa là lối thoát hiểm duy nhất, vừa được thiết kế làm nơi phơi quần áo cho các tầng. Hầm để xe cũng không có biện pháp ngăn cháy lan, ngăn khói lên các tầng. Lắp đặt thêm đèn ensit và đèn chiếu sáng sự cố. Đề nghị gia đình có giải pháp ngăn cháy lan, ngăn khói tại khu vực tầng 1. Đề nghị gia đình trong ngày hôm nay thì thực hiện ngay cái việc là di chuyển và bỏ các cái vật dụng hiện đang cản trở lối thoát nạn. Căn cứ vào cái kết quả kiểm tra thực tế thì chúng tôi sẽ chỉ đạo để mà tổ chức các cái biện pháp xử lý quyết liệt, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là đình chỉ những cái cơ sở nào mà không đủ điều kiện hoạt động. Cơ quan công an Hà Nội thống kê, hiện thành phố có gần 32.000 nhà trọ, chung cư mini. Trong đó đã có 1.200 trường hợp bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, để khắc phục hoàn toàn những tồn tại phòng cháy chữa cháy đối với những công trình này vẫn đang là bài toán khó. Những khu nhà kết hợp cho thuê thì hiện nay là cái việc mà thay đổi lại toàn bộ hạ tầng về an toàn phòng cháy cháy không phải là làm một sớm một mà một chiều được. Nó đòi hỏi về tài chính đối với các chủ chung cư mini và nhà trọ rất lớn, cần phải có lộ trình để giải quyết từng phần một. Trong đó những chung cư đang tồn tại thì việc tăng cường cái công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, phúc tra và đặc biệt là kịp thời ban hành các quy phạm kỹ thuật liên quan đến tiêu chuẩn những nhà trọ cho thuê và chung cư mini ở trong hành lang pháp lý để điều chỉnh dần và đưa các hoạt động này đi vào khuôn khổ trong cái phạm vi an toàn. Dự kiến thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn trước ngày 15 tháng 6. Để nhanh chóng gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, các địa phương có biển trên cả nước đều đang gấp rút tiến hành nhiều biện pháp chống khai thác IUU. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt được triển khai thường xuyên xuống từng cấp xã, cấp huyện. Tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, xuất phát từ phương châm sát cánh, chia sẻ cùng ngư dân, xây dựng thói quen nói không với khai thác bất hợp pháp từ trong ý thức, cùng với sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan, chính quyền địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng chống khai thác IUU. Trong những chuyến tuần tra thường nhật như thế này, ngoài việc kiểm tra nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình và phổ biến quy định về chống đánh bắt IUU, các cán bộ của đồn cảnh sát biên phòng Quất Lâm cũng lắng nghe và giải đáp nhiều khúc mắc cho ngư dân. Ngư dân Giao Thủy thường chỉ đánh bắt trong ngày, nên thời gian đầu, việc ghi chép nhật ký khai thác và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bị cho là phiền phức. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền và hỗ trợ, bà con đã thay đổi cách nghĩ. Khai thác đến đâu là chúng tôi thường xuyên là ghi nhật ký đến đó. Về máy móc thì giám sát hành trình lúc nào chúng tôi cũng mở 24/24. Mỗi một cái phương tiện giám sát hành trình là khoảng 17-18 triệu đồng, mà khi hoạt động là khoảng 350.000 một tháng tiền mạng để nộp để mà duy trì. Những ngày đầu ấy thì bà con ngư dân là cũng rất là ý kiến, bởi từ trước giờ không phải mất những khoản đấy thì chúng tôi cũng phải tuyên truyền và chúng tôi phải hướng dẫn. Đến bây giờ bà con ngư dân đã nắp và đã duy trì giám sát hành trình 100%. Trạm thủy sản liên vùng cũng đang gấp rút làm việc để kịp thời cấp lại giấy phép khai thác thủy sản cho hàng trăm con tàu sắp đến hạn. Các chủ tàu được hướng dẫn để bổ sung đầy đủ giấy tờ cần thiết. Điều này cũng giúp cho công tác quản lý tàu cá được thuận tiện và chặt chẽ hơn. Tàu bè thì ở đây thì cũng đông, vì thực tế là cán bộ là cứ làm là coi là cho bà con ngư dân, từng bà con ngư dân thì rất là nhanh. Trên địa bàn huyện Giao Thủy có hơn 400 tàu cá trong cái diện đổi giấy phép thì trạm đã tăng cường làm cả những ngày nghỉ, lễ và ngày thứ bảy, chủ nhật. Đến ngày hôm nay thì trạm đã hướng dẫn và tiếp nhận có kết quả cho bà con ngư dân được hơn 200 cái giấy phép khai thác thủy sản. Huyện Giao Thủy có hơn 600 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có gần 200 tàu cá đánh bắt xa bờ. Theo đánh giá, đến nay
hoạt động khai thác thủy sản tại huyện đã từng bước đi vào nền nếp ổn định. Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là có sự hưởng ứng đồng thuận của ngư dân, nên công tác triển khai phòng chống IUU của huyện cũng có rất nhiều thuận lợi, đem lại hiệu quả cao. Đến nay 100% không có tàu cá vi phạm về khai thác IUU, sản lượng khai thác hải sản hàng năm trên 16.000 tấn. Lãnh đạo huyện Giao Thủy cũng cho biết, thời gian tới, huyện cũng sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương giáp danh để nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống khai thác IUU. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có đầy đủ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng bên cạnh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, cùng với các hoạt động đối ngoại khác góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội Việt Nam trên trường quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. Chính sách đối ngoại quốc phòng cũng vận dụng tư tưởng ngoại giao cây tre Việt Nam, tuân thủ nguyên tắc mềm mại, khôn khéo, hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ khi nước chưa nguy. Lá cờ Tổ quốc tung bay tại các phái bộ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đi đến bất cứ đâu, những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam đều giành được sự yêu mến của người dân và lan tỏa sự ủng hộ lòng yêu mến dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những trụ cột của đối ngoại quốc phòng, khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một quốc gia có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng quốc tế. Cuộc sống của chúng tôi tốt lên từ khi có các bạn xuất hiện. Nhiều công trình mới được xây dựng. Chúng tôi được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Mọi người rất thân thiện và hòa đồng. Năm nay cũng đánh dấu 10 năm thực hiện cơ chế giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần đầu tiên. Cơ chế phối hợp tổ chức tuần tra chung trên bộ, trên biển, diễn tập phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả trên cả song phương và đa phương. Các cái hoạt động đối ngoại quốc phòng đã góp phần đề cao cái đường lối đối ngoại nói chung và đường lối quốc phòng của chúng ta. Đặc biệt là đường lối đối ngoại, hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy với các cái nước và các tổ chức ở quốc tế. Kiên định chủ trương 4.0 với thông điệp hòa bình, tự vệ, kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng ta giữ vững cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây là một cái đường lối rất là đúng đắn, nó phù hợp với cái xu thế phát triển chung trong khu vực và để phát huy cái vai trò độc lập tự chủ của dưới sự lãnh đạo của Đảng và cái độc lập tự chủ của Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế có những biến động khó lường, đối ngoại quốc phòng Việt Nam thể hiện vai trò tham mưu chiến lược, chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc. Thông điệp của đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong quan hệ quốc tế: Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo nguyên tắc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Bản tin thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Để xem lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store và Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.